Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi chợ Nhật Tảo điện tử, nó ở phường đây mình đang đứng ở 584 đường Vĩnh Viễn, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình quay lại để cho mọi người mà ai mà chưa có dịp đến cái chợ điện tử Nhật Tảo Sài Gòn ấy thì tham quan nhá. Đây mình bắt đầu quay đây, mọi người lưu ý ở cái góc kia, đây cái góc thẳng đây mình đang quay theo hướng này đấy, đó là cái cơ sở mà làm loa uy tín nhất cái miền Nam này đấy, nhất cái Sài Gòn này đấy, đó là cơ sở sửa chữa loa Việt Hùng nhá. Đấy, đây là anh em mà có hỏng hóc loa ở khu vực phía Nam ấy thì cứ nên đến cái chỗ này để về sửa, đây là rất uy tín. Còn chỗ khác thì mình không biết, nhưng cái chỗ này mình sửa rồi là mình biết nhá. Đấy, thế còn đây là gì? Đây là trung tâm này, kinh doanh này, điện tử Nhật Tảo đấy nhá. Đây là chung cư này, cao ốc V Nguyễn Kim. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mình đi để cho mọi người tham quan nhá. Mọi người tham quan này thuê cái đường ở đây, những cái khu đây mình bắt đầu mình đi ở cái đường Vĩnh Viễn này. Đây, đây Nhật Tảo đây. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Nhật Tảo nhá. Khu này là bán về cái vấn đề đèn nháy nhót thứ đấy. Đấy, bên đây cũng hai bên. Bên cao ốc A và bên cao ốc bên B. Hai khu hai dãy đây đường nhá. Bây giờ mình sẽ sang cái đường khác. Đây là mình ra lên đường Lý Thường Kiệt rồi, bây giờ mình rẽ vào đây để mình rẽ vào cái đường đúng tên của nó là đường Nhật Tảo để cho mọi người tham quan nhá. Đường Vĩnh Viễn, đang đường Nhật Tảo nhá. Rồi, bắt đầu ra đây rồi. Đây, mình rẽ sang bên đây trước, rẽ sang bên đây nhá. Đây, đường Nhật Tảo đây. Hai bên đường, phải bán cái gì này. Mưa đồ nó bị ở đây đây. Đến đây là lại hết loa đài âm ly rồi nhá. Thì bắt đầu mình lại phải quay lại. Đến đây là mình lại phải quay lại, hết rồi. Loa đài âm ly hết rồi. Đây. Đến cái ảnh góc này nó là hết rồi, là mình cũng phải quay lại cái hướng bên đây. Đấy. Trên kia nữa, một khúc ở trên kia nữa. Rồi cái khúc này. Đây. Đấy. Thế nhưng mà ở Sài Gòn đấy, vào trong thêm một đoạn đường nữa này. Đấy. Ở Sài Gòn này thì có mỗi đây là nhiều nhất thôi. Còn nó thì lẻ tẻ. Tập trung ở đây là
chuyên. Trong đó nó cũng bán đấy, nhưng mà nó bán về cháy, về phố điều khiển này. Có thể mình đi hơi nhanh nên là lại hết cái đường phố điện tử này rồi. Đây là ra cái đường này là đường Nguyễn Kim này. Đấy. Ở đây thì người ta chuyên bán về đồ mới chứ không có đồ cũ. Ở đây là các anh thợ lành nghề, rất là kéo là anh ấy toàn là mới thôi, không có là cũ. Anh ấy lắp lên đấy, mình vào đây nhất là mình thấy các anh ấy lắp. Qua đây thì quay mình lại là nhiều người, có phải ai đến đây được đâu đúng không nào? Nhiều người, có người chưa đến đây được đấy thì xem đấy, nhà tảo này đó, có phải ai đến đây được đâu đúng không? Bây giờ mình quay lại với khúc này nữa hết rồi và mình cũng dừng clip nhá. Đi chậm để quay cho mọi người chứ không phải là bước thật chậm để quên một người nhá. Đi thật chậm để quay để cho nó rõ nét cho mọi người xem. Nhận cửa TV đấy, đầu ô tô Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, tiền tiêu như nước, ai ưa thì vào. Chẳng có nơi nào coi như thế là ăn chơi xả láng cuộc đời, tiền tiêu như đất Sài Thành. Tiền tiêu đúng là kiểu Mỹ không nghĩ gì đời đấy. Sống vào trong này con người nó phóng khoáng. Mình không nói là ở trong vùng miền khác không phóng khoáng đấy, nhưng mà thực tế mình thấy ở đây mình thấy là nó như vậy. Người ta không nhỏ nhặt, số lượng nói chung ở đâu cũng có số lượng tiểu nhân thôi, nhưng mà số lượng tiểu nhân là nó ít. Người ta sống cứ phăng 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 thôi đấy, không để ý những cái gọi là vụn vặt. Chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người vào những video giới thiệu về Sài Gòn tiếp theo. Hôm nào mình đi lấy hàng ở chỗ nào thì mình lại có nhiều thời gian thì mình lại quay lại cho mọi người. Bây giờ mình dừng clip để mình đi lấy hàng của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại. See you again. Merci, thank you, xie xie.